nghĩ đến cái này thôi, nó phát triển nó gì, nhiễm trùng mức độ nặng cũng sẽ ra gì, mức độ nặng thì nó sẽ nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, suy ra lưu quang thì sẽ có rối loạn đông máu, suy thận, hai suy tuần hoàn. Rồi cái viêm á, cái nhiễm trùng nặng á, ha, thì mức độ dạng là viêm đường mật. Bây giờ theo tôi kêu ra người ta kêu rách một, rách hai, rách ba rồi, cho nên không có còn viêm đường mật, rồi viêm mũ đường mật, hạ xe đường mật, cái này cũng có rồi, cũng còn ha. Tôi không để ý nữa vì cái đó đó. Bây giờ trong sách về rồi, bữa trước tôi cũng có hỏi thầy cũng nhiều môn đó là bây giờ tôi hướng dẫn ra đây thì có mấy em đi học rồi, nhưng còn số còn lại về đọc sách thì sao, và cho đề thi ở trong sách ha. Cuối cùng cũng có thay đổi gì được á, hy vọng là cái sách mới hôm nay biết thì làm sao đó thì sẽ có thay đổi. Đương nhiên mấy em phải hiểu rằng khi mà cái gì đó nó thay đổi thì gần tự nhiên không, cho nên á có một số cái gọi là kinh điển, tức là lúc nào cũng đúng, nhưng mà một số cái nó thay đổi, ví dụ như tiêu chuẩn chẩn đoán, ví dụ như nó mà nó thay đổi thì mình phải thay theo thì sao mình lấy cũ được, không thể. Rồi cái AI thì điều trị về chẩn đoán, ví dụ hồi xưa nó không có cái phương pháp chẩn đoán đó, bây giờ cái này nó ra rồi người ta bỏ hết cái cũ rồi, giống như cái này nè, giờ ra thì có siêu âm với MRI, không có MRI là CT, chứ còn chụp X-quang đường mật hay DICV là bỏ rồi. Tuy nhiên mấy em đọc để biết thì tôi sẽ đã giải thích cho em cái gì, nguyên tắc là gì, ít xâm hại, rẻ tiền và sẵn có, đương nhiên là sẵn có ha, và hiệu quả ha. Đó là những cái thứ mình chọn. Như vậy thì mình để trong này là mình thấy nó hơi lộn xộn ha, nhưng mà nếu em xếp xếp theo tôi cho ra thì nó khá rõ. Viêm đường mật nặng hơn nữa thì người ta sẽ chia độ rách một, rách hai, rách ba, và đối với rách ba thì nó suy ra cơ quan rất là dễ nhớ ha. Đó là còn viêm trong đường mật. Còn khi mà nó có viêm lan ra khỏi đường mật, tức là viêm phúc mạc, thì sẽ có thấm vào phúc mạc hoặc là viêm phúc mạc mật. Hồi nãy tôi nói rồi, cái dịch mật còn đeo đi rồi có thể thấm qua một cái đường mật áp lực cao ra ngoài, gây ra viêm phúc mạc khu trú và tổng thể, cũng như là đường mật bị thủng gây ra viêm phúc mạc khu trú hay tổng thể ha. Nếu thủng ở phúc mạc mà gây ra một cái ổ mũ khu trú thì người ta gọi là áp xe phúc mạc. À, thì có cái này là phải học thêm nữa, cho nên là cái bài này không có cái gì làm ở đây ha. Một cái viêm đường mật mà nó lan rộng ra xung quanh nó tạo thành cái ổ mũ ha, dọc theo đường mật thì gọi là áp xe gan đường mật. Cái bệnh cảnh đó bây giờ cũng hiếm gặp, không phải có gặp. Rồi đây là một số hình để minh họa ha. Thì trong những trường hợp có sỏi thì nên dùng cơ chế thế nào. Rồi, nó sẽ được vật thì cái này cũng có hình. Chỉ cần biết cho bạn thấy đó, một bên đó là gan, một bên là tĩnh mạch, thể là tĩnh mạch, tĩnh mạch gan và tĩnh mạch cửa. Thì máu máu khi mà dịch mật có chứa vi trùng thì sẽ vô được tiết trong máu và dễ bị nhiễm tiết. Còn khi mà dịch mật nó thủng ra ngoài thì sẽ tạo ra nhiễm mạc thì cũng dễ được rồi. Có cảm giác cái máy này không có virus không biết. Tại tôi thực sự tôi không dám cắm cái ổ điện cứng, tôi vô ổ cứng rồi thì nó có thể nói được cái hình ảnh theo video để cho mấy em thấy nghe rõ rồi. Mấy em không có đọc gì sao phải không? Khoảng 15 phút nữa, tôi cho mấy em coi thêm một số hình video nữa thôi.